giờ chúng ta đang đi vào trong farm của Nam nha cả nhà ơi. Cả nhà thấy hai cái hòn đá to không? Đó, là chim đó. Đường này to, lưới điện vào tới tận nơi rồi. Hiện tại là điện nó về tới farm rồi. Xe bán tải thôi, xe con là vừa đầy đổi rồi, quá trớn. Bên trái chúng ta là núi đá chim đó cả nhà. Mình cũng không biết là từ đâu mà nó có những cái hòn đá mà nó xếp chồng lên nhau rất là to nha cả nhà, trông vậy chứ rất là to. Và xung quanh thì lại không có núi, cũng không biết như thế nào mà đá ở đâu mà lại có 3-4 cái khối mà nó xếp liền lên nhau mà trông rất là khớp, mà nó nằm treo leo một mình rồi cả nhà, chứ không phải bên nó gần núi rồi nó lăn xuống rồi quá trình này kia. Thật sự là mình cũng không lý giải được tại sao có những cái núi đá nó nằm ở ngay một khu vực xung quanh là đều trống hết nha cả nhà, không có núi nha, cách núi rất là xa. Hello, chào chủ đất. Trời ơi, em mở xuống một xe đây mới thấy được sự khủng khiếp của nó. Đây. Lấy cái thùng đó ra trước đi em. Thùng đó là 50 con vịt nằm ở đó. Dễ thương không? Đó. Đây, bàn giao cho chủ trang trại. Rồi đây nó luôn. Em để đây luôn đi, em lấy luôn cái này ra luôn đi. Anh săn tìm cho em, nói là thức hôm dậy sớm cực khổ lắm luôn đó nha em. Đó, mở ra đây, khỏe mạnh hết không? Cái này mình bỏ vô bây giờ tạm mình mở ra, mình để tạm thời gì tới cho nó khỏe một vài tiếng nữa rồi mình cho uống nước, ngày mai mới cho ăn nha. Thì theo kế hoạch thì ở đây farm này thì mình sẽ trồng dừa, trồng cây ăn trái và tập trung là cây mẫn cầu dai nha cả nhà. Tại đất ở đây đất cát pha và cũng phù hợp với mẫn cầu, nên là xuống giống thì chắc cũng khoảng tầm 500 trái dừa. Cây mẫn cầu thì cũng đã 600 cây rồi, một số cây ăn trái nữa cũng trên dưới 1.000 cây trong cái diện tích này rồi. Bây giờ thì mình xuống mấy cái này là đợt thứ hai thôi, còn đợt thứ ba, thứ tư nữa. Thì mỗi đợt thì mình cũng triển khai trồng, chăm sóc rồi cũng bao lưới xung quanh nhà. Ở đây thì cù dê rồi bò xung quanh người ta thả rong á, phá kinh khủng luôn cả nhà ơi. Mấy gà vịt thì bây giờ nó cũng có chỗ để nó ở rồi, nhưng mà không biết là cái tỷ lệ sống như thế nào thì ở đây cũng phải do các bạn ở đây chăm sóc này, cũng không biết. Cũng có chuồng trại luôn đó, sẵn sàng ngồi hết rồi. Đó là nuôi là ngon, là chó đây. Các bạn cũng có chỗ để mà giữ ấm là mọi thứ rồi. Em nha, không có làm được em nha. Nó sẽ có một cái sự phát triển tốt ở đây ha. Ha, chung vô rồi kìa. Trong quá trình làm thì Nam cũng chia sẻ những cái hoạt động ở đây với cả nhà. Ở đây cũng lần đầu tiên xây dựng farm nên là cùng những cái bỡ ngỡ lắm cả nhà. Và khí hậu ở đây thì thực sự là khắc nghiệt lắm nha. Cái nắng phơi rang phải nó cực kỳ luôn. Ở đây thì cũng đang có mấy cái trận mưa cũng được, cũng đỡ đó chứ còn không là chắc chết luôn. Ra đây mấy bữa cũng bị sốc nhiệt cả nhà. Giờ đang đi gom lại này, chèn cho cái chuồng gà cho nó kín đáo lại rồi. Sợ tối rồi mưa nó chạy ra rồi mưa gió lạnh đó cả nhà ơi.
lộn là bữa tao nó lúng nữa ta. Nó mất hồn nó nhảy vô đây, nó nhảy vô lưỡng luôn à. Sorry nha. Anh không có lỗi gì phải. Chết rồi mà sorry gì nữa. Giờ là đầu thai cho nó đi. Ai lửa nhiều dữ vậy đó hả? Ê chút thốt cái thang đem vô trong ấm mấy ngày nha. Em để vô ở giữa đó. Anh có cái này nè. Để cho nó ấm chứ hơi nó lạnh đó. Còn gì? Chiều nó mua mấy bóng đèn mà lây quay quên rồi. Trắng mà chấm muối lên rừng lên núi mà còn có đầy đủ này thằng tôi xuống thành phố chưa chắc bằng núi luôn. Ông hai cái tủ lạnh hồi sáng ông cho em tới đủ rồi, ông hỏi có hành ngò chưa, ông vô lấy hành ngò ra mình ăn.
đây thì một ngày cũng đã kết thúc rồi cả nhà. Buổi tối thì mấy anh em tổ chức nấu ăn tại ở cái farm luôn. Đây thì bây giờ cũng chưa, hiện tại đang chưa có điện. Mình cũng đang liên hệ với cái người xung quanh để mở điện cho cả nhà. Và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục một ngày mới. Ăn sáng ở đây thì có món bánh canh, rồi bánh hỏi, rồi bánh xèo, bánh khọt gì đó. Ở đây rất là nhiều món ăn sáng chúng ta. Cho nhà thấy không, dịch gà này nó rất là khỏe mạnh rồi. Qua một đêm thì sáng nay mấy em nó thả ra ngoài, Nam thấy dễ thương lắm đó. 50 con gà và 5 con dịch, hy vọng chúng sẽ phát triển tốt ở đây nha cả nhà. Ở đây đất cũng rất là rộng, có thể đi kiếm ăn ở bên ngoài nè, rồi dịch thì có thể xuống ao hồ tắm nữa, cho nên là chúng ta chỉ cho ăn phụ thêm thôi, chứ còn ngoài ra nó có thể đi rất rộng để nó đi kiếm ăn đó. Hy vọng là chúng sẽ phát triển tốt trong cái môi trường này.
Mới đó bây giờ là buổi trưa rồi cả nhà ơi, mấy anh em tập trung vào nghỉ trưa rồi, bây giờ nấu ăn. Ở đây thì hiện tại thì cũng chưa có điện nha cả nhà, đang nấu bằng các cái bếp củi nè, nhưng mà cơm nấu rất là ngon nha. Lâu rồi mình cũng không được ăn cái bếp củi đó, nên các bạn đây nấu bếp củi hết, chiên nấu xào gì toàn là bếp củi hết, khói bụi một chút nhưng mà rất là ngon nha cả nhà. Đó, thì mọi người cùng một tay để nấu để dùng buổi trưa, xong nghỉ trưa lại tiếp tục buổi chiều. Trưa nay thì cũng là cá, có cá chiên, có mắm cà, rồi đặc biệt có canh chua nha. Gần như buổi nào thì mấy em ở đây cũng nấu canh chua cả. Ở đây các cái món ăn có cái hương vị ở đây rất là ngon nha. Đặc biệt là mấy anh em đây là người nào cũng biết nấu ăn, mà nấu ăn rất là ngon nha cả nhà. Gần như chúng ta làm mệt rồi, trưa ăn buổi trưa rồi nghỉ ngơi, rồi để chiều lại tiếp tục.
gần như những ngày ra đây thì sáng là bắt đầu 6 giờ mình đã phải bắt đầu khởi động, là bắt đầu đến chỗ nghỉ ngơi thì cũng đã là 90 giờ đêm không cả nhà. Gần như là ngày nào cũng như vậy luôn, rồng luôn rã luôn từ sáng đến tối. Lúc này thì cũng chưa có kêu công nào nhiều, có mấy anh em mà trong đây phụ thôi. Một hai hôm nữa set up xong rồi làm hàng rào mọi thứ thì mình sẽ phải thuê nhiều nhân công để trồng cây để xuống giống nha. Kế hoạch thì cũng xuống khoảng trên dưới 1.000 cây trên gần 2 hecta này. Bây giờ thì cơm cái nhà thấy không, nấu bằng bếp củi nè. Mà các bạn làm rất là giỏi luôn nha, nhanh lắm. Khi làm xong cái vào trưa thì có khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng chuẩn bị cơm nấu mọi thứ là xong luôn. Bây giờ thì củi thì mọi người cũng ra ngoài đi tìm nha cả nhà. Xung quanh củi cũng rất là nhiều, nhưng mình cũng chọn lọc những cái củi nào để nấu ăn và nướng mọi thứ nha. Ở đây thì có cây son đào nhưng mà cái đó thì mình nấu được thôi, còn nấu nướng này kia thì nó mọi người cũng né nó vì cây đó cũng có độc tố đó nha cả nhà. Hai cái bếp nấu nướng mọi người làm rất là nhanh, rất là ngon. Gần như ra đây ăn cơm rất là ngon miệng. Mới có vài ngày mà cũng cảm giác là bị tăng cân rồi cả nhà. Hôm nay có cá kho nè, cá kho canh chua, nồi canh chua rất là ngon nha, rất đặc biệt. Và khi ăn cơm với trong bữa cơm thì gần như không có thiếu một chén nước mắm như thế này nha cả nhà. Bây giờ cơm đã dọn lên hết rồi. Mọi người wow, cả nhà thấy không, nồi cơm nấu bếp củi nha, nấu rất là hay, không cần phải chắc nước đâu, canh cái lượng nước vừa đủ xong đó là tới chín luôn nha cả nhà. Và ngày nào cũng có cơm cháy, rất là ngon. Có 45 anh em phụ nấu cơm và ăn xong thì nghỉ ngơi tới xế chiều lại tiếp tục công việc. Cả nhà thấy không, rất là ngon. Lên rẫy làm nó cũng cực, nó cũng mệt, nhưng mà được cái là anh em quây quần với nhau lắm, mỗi người một việc nên là sẽ có những cái không khí rất là thích nha cả nhà. Cá kho cả nhà thấy không, quá ngon, thấy là muốn đói bụng cồn cào rồi. Rồi năm chúc cho cả nhà có một cái bữa trưa thật là ngon miệng nha, anh em cũng ăn cơm trưa để tiếp tục vào làm việc vào buổi chiều. Bây giờ thì nó say rồi, đứng ngủ luôn, ngủ gục luôn đó nha. Này nó giống như hình ảnh của mình với mấy anh em đây, ăn uống xong bắt đầu buồn ngủ đó, đứng ngủ gục luôn, giống như gà dễ thương cả nhà, rất là dễ thương nha. Đó, em nào cũng mặt ngơ ngác mệt mỏi tại vì ra vượt từ trong miền Nam đi ra tới miền Trung, nó bị sốc nhiệt, sốc khí hậu tùm lum la hết, nhưng mà cũng rất là khỏe nha cả nhà. Dễ thương nhất là mấy con vịt nè, ăn xong nằm ngủ say sưa luôn. Rồi cả nhà nhớ tiếp tục xem video clip xe của Nam nha.